Vâng. Kính thưa chủ tọa đoàn cùng các bạn đồng nghiệp, nay xin trình bày về tóm tắt nghiên cứu TIMIT và TIMIT PCI qua ESC 2019. Thì như chúng ta biết là cái nghiên cứu TIMIT đấy là viết tắt của cái từ tiếng Anh, là chúng ta làm một cái nghiên cứu khi mà người ta phối hợp ticagrelor với aspirin ở những cái bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định và có kèm theo bệnh đái tháo đường. Thì cái cơ sở của cái nghiên cứu này người ta dựa trên cái cơ sở như là nhất là bệnh nhân có cái bệnh mạch vành phối hợp đái tháo đường type 2 thì hiện nay ngày càng tăng, do vậy gia tăng các nguy cơ biến cố tim mạch. Thứ hai là cái kết tập tiểu cầu là một cơ chế quan trọng trong hình thành huyết khối. Thứ ba là cái ticagrelor phối hợp aspirin thì làm giảm được biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vạch kịch cấp và bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim trước đó. Vậy như vậy thì chúng ta thấy rằng liệu cái bệnh nhân mà có đái tháo đường type 2, có bệnh mạch vành ổn định, không có tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thì khi dùng cái ticagrelor và aspirin phối hợp thì có mang lại ích lợi gì hay không? Thì hiện nay thì chưa có cái lời giải đáp rõ ràng cho cái trường hợp bệnh nhân này. Thì cái phương pháp nghiên cứu của cái nghiên cứu TIMIT này là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có nhóm chứng và so sánh ticagrelor với giả dược cùng phối hợp với aspirin liều thấp 75 đến 150 mg một ngày. Các đối tượng thì được tuyển chọn nghiên cứu là những bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên có đái tháo đường type 2 đã được điều trị thường xuyên tối thiểu trong 6 tháng, có bệnh mạch vành ổn định, có tiền sử PCI hoặc CABG hoặc hẹp mạch vành tối thiểu 50% ở một nhánh động mạch vành. Những cái loại trừ đối tượng là đã biết trước đấy có nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Và liều dùng ticagrelor được ưu tiên là 90 mg hai lần một ngày, có thể điều chỉnh là 60 mg hai lần một ngày tùy theo mức độ dung nạp. Thì cái nghiên cứu này người ta nghiên cứu trên một số lượng rất lớn bệnh nhân, hơn 20.000 bệnh nhân, và được phân chia ngẫu nhiên ra làm hai nhóm, mỗi nhóm cũng gần đến 10.000 bệnh nhân. À, một nhóm thì người ta sử dụng cái aspirin phối hợp với cả ticagrelor như liều trên chúng tôi đã nói, và một nhóm người ta sử dụng cái aspirin cộng với một cái thuốc giả dược. Tất cả những cái yếu tố khác như là cái tính chất của bệnh nhân thì cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Cái tiền sử bệnh của bệnh nhân cũng không có sự khác biệt có nghĩa thống kê giữa hai nhóm, cũng như cái thuốc sử dụng điều trị cũng tương đương giữa hai nhóm. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả về các cái biến cố tim mạch chính như là biến cố tử vong về nhồi máu cơ tim, đột quỵ thì sau một thời gian theo dõi khá là lâu, đến 36 tháng thì chúng ta thấy rằng với cái nhánh mà sử dụng phối hợp cái ticagrelor với aspirin thì đã giảm hơn rõ rệt so với cái nhóm mà sử dụng cái giả dược, với P có ý nghĩa thống kê 0.038. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái với những cái phân nhóm dưới nhóm như xét về giới tính, lứa tuổi, rồi chủng tộc, rồi bệnh lý vân vân thì đều nghiêng về cái nhánh mà sử dụng cái ticagrelor phối hợp, thì đều mang lại những cái kết cục tốt hơn so với là cái nhóm mà dùng giả dược. Nhưng mà vẫn có một cái vấn đề, như chúng ta vẫn biết là ticagrelor thì thường gây ra những cái biến cố xuất huyết có vẻ là nặng nề hơn. Thì ở cái nghiên cứu này chúng ta cũng thấy rõ điều đó đã được chứng minh. Đấy là cái biến cố về cái xuất huyết đã trội hơn rõ ràng ở cái nhóm mà phối hợp với ticagrelor. Và các cái biến cố tác dụng phụ khác của ticagrelor cũng trội hơn rõ ràng ở cái nhóm phối hợp. Ví dụ như là có cái cơn khó thở rồi gây suy thận rồi gây vân vân. Do vậy chúng ta thấy rằng hậu quả là có cái tỷ lệ bệnh nhân mà ngừng sử dụng thuốc, là ngừng điều trị ticagrelor thì cao hơn rõ ràng ở cái nhóm sử dụng ticagrelor phối hợp với aspirin so với cái nhóm sử dụng giả dược. Như chúng ta thấy ở theo dõi thời điểm sau 3 năm thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà ngừng điều trị do những cái tác dụng phụ, rồi do không dung nạp, do xuất huyết vân vân là cao hơn. Do vậy chúng ta thấy rằng có một số cái điểm hạn chế của cái nghiên cứu này, đó là gì? Đó là cái liều ticagrelor đã thay đổi từ 90 mg hai lần ngày và có thể thay đổi đến xuống thành 60 mg hai lần ngày tùy theo dung nạp bệnh nhân. Cái thứ hai là làm tăng tỷ lệ xuất huyết nặng, bao gồm cả xuất huyết nội sọ nhưng mà chưa gây tử vong. Và hiện tại những cái thuốc mà có thể đảo ngược lại cái tác dụng của ticagrelor khi mà có những cái biến cố xuất huyết thì vẫn đang được nghiên cứu. Thứ ba là cái tỷ lệ dừng điều trị cao hơn nhóm chứng. Và thứ tư là một số dưới nhóm chưa thực sự thấy được cái hiệu quả rõ rệt. Do vậy chúng tôi kết luận cái nghiên cứu này là trên bệnh nhân có bệnh mạch vành ổn định và có đái tháo đường type 2 nhưng không có tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, thì khi sử dụng ticagrelor phối hợp với aspirin làm giảm được tỷ lệ biến cố tử vong, biến cố tim mạch vân vân so với cái nhóm sử dụng giả dược. Và cái thứ hai thì cái lợi ích của cái việc này thì cũng đi đôi với cái việc là tăng cái nguy cơ xuất huyết.
Và cái thứ ba là chúng ta thấy rằng việc sử dụng cái DIPT kéo dài có thể có lợi ích trên nhóm bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết thấp và có nguy cơ thiếu máu cơ tim cao. Do vậy là người ta lại tiến hành thêm một cái nghiên cứu phân tích một cái dưới nhóm của cái nghiên cứu này, đó là nghiên cứu Timid PCI. Và khi người ta phân tích một cái dưới nhóm là cái nhóm bệnh nhân ở nghiên cứu Timid nhưng lại có tiền sử đã can thiệp động mạch vành trước đó. Thì tại sao người ta lại tiến hành cái nghiên cứu dưới nhóm này? Bởi vì người ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân trong cái nghiên cứu Timid mà có tiền sử đã can thiệp PCI trước đó là tương đối cao, là chiếm đến quá nửa cái số bệnh nhân được nghiên cứu trong nghiên cứu Timid. Và với cái nghiên cứu này thì người ta đã thấy rằng với cái nhóm mà có cái tiền sử là trước đấy đã được can thiệp động mạch vành thì cái việc sử dụng cái ticagrelor phối hợp với aspirin cũng đem lại cái lợi ích rõ ràng, là cải thiện được các cái biến cố tim mạch của bệnh nhân, biến cố tử vong, nhồi máu cơ tim, đột quỵ so với cái nhóm chỉ sử dụng aspirin đơn độc với cái P rất có ý nghĩa thống kê là P bằng 0.013. Còn trong cái nhóm còn lại là với cái nhóm mà không có cái tiền sử đã can thiệp mạch vành thì cái tỷ lệ khác biệt đó là không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái biến cố về những cái xuất huyết thì cũng có vẻ là tăng hơn ở cái nhóm sử dụng ticagrelor, cũng tương tự như trong cái kết quả của nghiên cứu Timid. Và người ta tổng kết lại những cái lợi ích của cái việc phối hợp ticagrelor với aspirin sử dụng ở cái phân nhóm mà có cái tiền sử PCI thì chúng ta thấy rằng cộng cả những cái biến cố, giảm được cái biến cố về cái tỷ lệ tử vong vân vân. Rồi cộng cả về những cái lợi ích ở trên những cái giảm không có những cái xuất huyết nặng, xuất huyết tử vong, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà lợi ích đã nghiêng về cái phân nhánh sử dụng cái ticagrelor hơn ở những bệnh nhân có tiền sử và can thiệp động mạch vành. Đây chúng ta thấy rõ ràng trong thời gian theo dõi đến 3 năm thì những cái lợi ích đem lại là cao hơn. Do vậy chúng ta kết luận là với những cái bệnh nhân mà bệnh động mạch vành ổn định, có đái tháo đường và có cái tiền sử can thiệp động mạch vành thì khi phối hợp được hai cái thuốc ticagrelor và aspirin thì giảm được biến cố tim mạch chính, mặc dù là vẫn có thể làm tăng cái biến cố xuất huyết nặng. Những cái nhóm đối tượng này thì chiếm phần lớn trong cái nghiên cứu Timid và thấy rõ được lợi ích thực ở nhóm nghiên cứu. Và cuối cùng là phối hợp giữa hai nhóm ticagrelor và aspirin kéo dài là một sự lựa chọn mới cho bệnh nhân có đái tháo đường và có tiền sử can thiệp mạch vành. Tất nhiên là bệnh nhân dung nạp được với thuốc kháng tập tiểu cầu có nguy cơ xuất huyết thấp và nguy cơ thiếu máu cơ tim cao. Vâng, trên đây là bài trình bày của tôi, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Quân, bài trình bày rất là hay về vai trò của ticagrelor trên đối tượng bệnh nhân mà đang được ổn định. Do thời gian của chúng ta có rất là ngắn, nên ra là chúng tôi chỉ xin phép có một câu hỏi là bác sĩ Quân còn nói là cái đối tượng bệnh nhân mà có thể phù hợp qua hai nghiên cứu này là những đối tượng bệnh nhân bị mạch vành ổn định nhưng mà có tiền sử can thiệp PCI trước đấy, nguy cơ xuất huyết là thấp và nguy cơ huyết khối thì cao. Như vậy là bác sĩ Quân có thể nói rõ là chúng ta sẽ dựa vào cái thang điểm nào hoặc là làm thế nào để đánh giá được các cái nguy cơ đấy? Vâng, thì là ở đây thì chúng ta thấy rằng với những cái thang điểm hiện tại về đánh giá thang điểm mà nguy cơ xuất huyết, người ta có rất nhiều thang điểm. Thang điểm Precise DAP rồi thang điểm Hazlett vân vân. Mà ở đây chúng ta chú ý rằng trong cái nhóm mà trong cái khuyến cáo ESC người ta cũng đưa ra trên cái nhóm bệnh nhân đối tượng bệnh mạch vành tương đối ổn định bệnh vành mãn tính thì cái thuốc được khuyến cáo thì vẫn là cái clopidogrel. Tuy nhiên ở cái nghiên cứu này người ta đã rất là đưa ra một cái nhánh mới, đấy là sử dụng cái ticagrelor phối hợp vào và người ta đã đưa ra được cái kết luận là nó có thể là nó sẽ đưa lại lợi ích cho cái nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên rằng vẫn cần chú ý là vẫn phải loại trừ những cái nhóm bệnh nhân có cái nguy cơ xuất huyết cao. Rồi, cảm ơn em. Như vậy thì cho anh hỏi là cái nghiên cứu này nếu mình link với nghiên cứu PKSERT của ticagrelor cho những bệnh nhân sau khi mình đặt stent dùng đến 3 năm thì nó có cái gì tương đồng và có cái gì để mình áp dụng trong thực hành là nên chọn cái phác đồ kéo dài và mình khi mình kéo dài thì mình sẽ tính thang điểm DAP hoặc pressure hoặc là mình còn tính thang điểm chảy máu, mình sẽ dùng thang điểm CRUSAT hay thang điểm hemorrhage hay gì đó thì em áp dụng như thế nào? Vâng, thì là cái nghiên cứu Timid này thực ra là người ta đã đưa ra một cái hướng rất là mới, đấy là người ta phối hợp cả hai loại là aspirin và ticagrelor kéo dài và thời gian kéo dài tương đối dài là ít nhất là trên 3 năm. Thì là cái vấn đề này thì trong những cái nghiên cứu đã cái khuyến cáo đã đưa ra thì người ta không khuyến cáo trên đối tượng bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định là sử dụng cái ticagrelor kéo dài. Đây là trong cái khuyến cáo của ESC 2019 thì người ta không khuyến cáo cái vấn đề sử dụng cái nhóm thuốc mới là ticagrelor.
Tuy nhiên rằng cái nghiên cứu mới Thimit này người ta đã đưa ra một cái hướng rất là mới như vậy. Và người ta đưa ra của cái nghiên cứu sử dụng được phối hợp hai cái nhánh Ticagrelor và Aspirin và đưa ra được một cái lợi ích người ta cũng thấy rằng có thể là thấy rõ ràng. Tuy nhiên rằng nó vẫn có rất nhiều những cái điểm mà vẫn còn chưa phù hợp. Do vậy là cái việc mình có thể áp dụng được cái vấn đề này hay là không thì cái này vẫn còn phải tính toán và bàn bạc thêm nhiều hơn. Em nghĩ là như vậy. Thì tôi nghĩ là trong thực hành thì nó cũng dựa vào cái research đó, thì mình dễ dùng cái đô 60 kéo dài cho những ca mà cần phải dùng kéo dài, những ca mà nguy cơ huyết khối cao như đặt lét men, stent dài vân vân, nhưng mà cái chảy máu nó thấp, mình dựa vào cái thang điểm. Thì có lẽ là chúng tôi xin rất là cảm ơn các bạn báo cáo viên đã trình bày rất thú vị những nghiên cứu mới cập nhật nhất của năm 2019, và đặc biệt cảm ơn các bạn đã ngồi nghe dù rất là ồn nhưng chúng ta rất là chú tâm để nghe và chúng ta đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin mới. Tóm lại là trong điều trị, những cái gì nó thuộc về class 2A 2B là các anh chị phải chọn bệnh nhân cho phù hợp, còn cái gì nó là 1A thì thôi mình khỏi phải bàn. Thế là thì mà tôi nghĩ là chúng ta giỏi ở cái là chúng ta chọn đúng bệnh nhân ở class 2A 2B thì mới là bác sĩ lâm sàng, còn nếu không thì chả cần chúng ta kinh nghiệm làm gì hết, cứ đọc sách mà dùng thôi. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị. Và